Những tội ác nghiêm trọng mà Thất Vũ Hải đã gây ra. Hello everyone, chào mừng anh em quay trở lại với hồ sơ One Piece. Sau rất nhiều tội lỗi nghiêm trọng mà Shichibukai gây ra, kèm theo đó là sự phát triển của công nghệ, chính phủ thế giới giờ đã thẳng tay loại bỏ hệ thống này. Trong thế giới One Piece, hải tặc và chính quyền là hai thế lực đối kháng, là kẻ thù của nhau. Tuy nhiên, cũng có một số hải tặc được chính quyền thế giới công nhận và kết liên minh, đó chính là Shichibukai, hay còn gọi là Thất Vũ Hải. Tổ chức này là một trong tam đại thế lực có vai trò duy trì cân bằng trật tự thế giới. Các thành viên trong thất vũ hải đều là những hải tặc khét tiếng, có số tiền truy nã rất cao. Vì vậy, từ trước đến nay, chính quyền thế giới vẫn có phần nào đó e dè về các Shichibukai. Một phần vì họ đều là những nhân vật mạnh mẽ và những lợi ích của họ mang lại không hề nhỏ. Thế nhưng, bây giờ chính phủ thế giới lại muốn thẳng tay loại bỏ hệ thống Shichibukai này. Rõ ràng, không phải Shichibukai nào cũng xấu, nhưng thực sự có nhiều người đã gây ra tội lỗi nghiêm trọng. Dưới đây là tội lỗi của các thành viên Shichibukai trong One Piece. Số 1. Crocodile cố gắng kiểm soát vương quốc Alabasta Crocodile là Shichibukai đầu tiên gặp vấn đề. Hắn là cựu chủ tịch của tổ chức tội phạm bí ẩn Baroque Works, từng cố gắng kiểm soát vương quốc sa mạc Alabasta. Kế hoạch của hắn thực sự rất gọn gàng và kín kẽ. Đáng tiếc, đã bị Luffy và băng mũ rơm phá hỏng. Crocodile có một thú vui là hành hạ đối thủ cho đến chết khi đã đánh bại đối thủ, hắn thường bỏ mặc họ, chịu đựng sự hành hạ thể xác cho đến chết. Hắn cũng sẵn sàng sát hại những người thất bại hoặc dám phản bội hắn. Hắn không quan tâm gì đến thuộc cấp và chỉ coi họ như những con cờ. Số 2. Do Flamingo, đảo chính xoắn ngôi vương ở Red rosa và hoạt động ở thế giới ngầm. Do Flamingo có niềm tin mạnh mẽ vào những kẻ tạo ra quy luật. Hắn tin chắc rằng chính bản thân sẽ là kẻ thống trị khi bước vào kỷ nguyên mới. Chính vì thế, hắn đã cùng băng hải tặc của mình ngấm ngầm gây ra cuộc đấu chính đẫm máu ở Red Rosa. Sau đó, hắn lên nắm quyền điều hành ở đất nước này và bảo vệ vị trí của mình bằng cách biến đối thủ thành những con rối bị thế giới lãng quên nhờ sức mạnh của Sugar. Không chỉ tạo ra màn thảm kịch ở Red Rosa, trước đó, Do Flamingo cũng được biết đến như một ông trùm thế giới ngầm. Hắn sở hữu rất nhiều nhà đấu giá nô lệ cùng vô số đơn đặt hàng buôn bán vũ khí cho những cuộc chiến. Do Flamingo còn có giao dịch với tứ hoàng Kaido thông qua nhà máy sản xuất Smile và Seiza Cloud. May mắn thay, Luffy và đồng bọn đã đánh bại Do Flamingo, chấm dứt sự đau khổ kéo dài của Dread Rosa. Số 3. Gekko Moria, đánh cắp xác chết và cái bóng của nhiều người Gekko Moria có liên quan đến việc đánh cắp cơ thể của samurai huyền thoại Ryuma và thanh kiếm của Susui từ vương quốc Wano. Không chỉ vậy, sau đó hắn còn đánh cắp cái bóng của nhiều người và cất giữ bên trong vùng tam giác Florian. Vì quân đội của Moria bao gồm các nhân vật từ thời đại cũ như Oas và thuyền trưởng John, nên hắn và băng hải tặc của mình dường như đã đánh cắp nhiều thi thể từ khắp các khu vực khác nhau trên thế giới. Số 4. Maso di Tich đột nhập vào Impel Down trở thành Yonko Tich chỉ một thời gian ngắn đã trở thành Shichibukai, nhưng hóa ra việc đạt được danh hiệu này là để hắn thực hiện mục đích lớn hơn của mình, đó là đột nhập vào nhà tù hải quân Impel Down và giải thoát một số tội phạm nguy hiểm. Giờ đây, Tich đã trở thành Yonko thay thế dâu trắng sau khi ông chết. Tuy nhiên, Tich là một kẻ rất nguy hiểm và thủ đoạn, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Số 5. Edward Weaving Săn lùng tàn dư của băng dâu trắng phá hủy những nơi hắn đi qua. Sau cái chết của bố già, Weevil đã đi săn lùng tàn dư của băng dâu trắng. Weevil lần đầu tiên xuất hiện sau khi kết thúc các sự kiện của ác Red Rosa. Anh đã được nhìn thấy cùng với mẹ của mình. Weevil tuyên bố anh ta là con trai của tứ hoàng hải tạc huyền thoại, dâu trắng. Khi Weevil bị bao vây trong One Piece chương 956, có thể thấy đằng sau anh ta là một ngôi làng bị phá hủy hoàn toàn. Rõ ràng là do hắn gây ra. Điên tiết, vì quyền hạn của Shichibukai bị thu hồi, có vẻ như Vin đã được hải quân tới chăm sóc. Số 6. Bòa Hàn Cốc tự ý hóa đá người Bòa Hàn Cốc là đồng minh quý giá của Luffy. Hàn Cốc thường có một thói quen là không ngần ngại tấn công tàn nhẫn và biến hải quân thành đá. Đó thực sự là một tội lỗi nghiêm trọng. Nếu cô chỉ bảo vệ bản thân như Jinbe đã làm thì không sao. Nhưng cô lại có xu hướng hóa đá những người làm cô buồn. Như lúc nói chuyện với Momonga, Đám hải quân dưới trướng Momonga dù không làm gì cả nhưng cũng bị hóa thành đá. Trên đây là những tội lỗi nghiêm trọng mà Thất Vũ Hải đã gây ra. Anh em hãy để lại cảm nhận của mình về clip này nhé. Video của bạn mình đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để mọi người cùng biết nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!